cardano.vn dịch tóm tắt video số 759, bí mật đen tối của Solana được tiết lộ, các số liệu tập trung và giả mạo. Sự lừa dối của Solana vẫn tiếp tục. Những lời dối trá, thao túng và những lời hứa suông không bao giờ dừng lại. Hôm nay, tôi sẽ cho bạn thấy chính xác Solana vẫn đang lừa dối mọi người như thế nào. Nếu bạn đã xem video cuối cùng của tôi vạch trần Solana, bạn sẽ biết vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Tôi đã chi tiêu rất nhiều. 42 phút phân tích dữ liệu gần 2 năm, tiết lộ rằng mọi thứ từ TVL đến TPS và âm lượng của Solana chỉ là khói và gương. Nếu bạn chưa xem điều đó, tôi sẽ liên kết nó bên dưới. Kể từ khi tôi đăng bài đó hơn 2 tháng trước, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Gần đây, một đoạn video gây sốc đã xuất hiện, trong đó Edward Snowden tiết lộ bản chất thực sự của Solana. Bạn sẽ không tin những gì anh ấy nói và tôi sẽ tiết lộ điều đó ở gần cuối video này. Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu. Hãy đi thẳng vào dữ liệu. Như trước đây, và những thứ tương tự đều được xác minh bởi các nhà khám phá blockchain, công cụ phân tích dữ liệu và các nguồn uy tín. Đây không chỉ là về những con số. Đó là về việc mọi người bị lừa dối, mất tiền và chứng kiến niềm tin của họ vào công nghệ blockchain bị xói mòn. Tôi đã theo dõi Solana trong nhiều năm và những gì tôi sắp cho bạn xem không chỉ khiến bạn nản lòng. Nó thật đáng giận. Không có gì ngạc nhiên khi phần lớn thế giới vẫn nghĩ crypto là một trò lừa đảo. Trước khi chúng ta xem video gây sốc, hãy cùng xem xét một số sự thật thú vị. Lần trước tôi đã cho bạn thấy các số Solana được tạo ra như thế nào. Lần này, tôi đã đào sâu hơn nữa và những phát hiện thậm chí còn đáng báo động hơn. Hãy sẵn sàng, bởi vì những gì tôi sắp trình bày sẽ làm cho mọi chuyện trở nên rõ ràng. Solana không là gì khác ngoài một ngôi nhà bằng những lá bài. Tôi có khoảng 20 bộ dữ liệu khác nhau để thảo luận và tôi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn. Đầu tiên, VDUC Crypto cho thấy các hoạt động lừa đảo đang ngày càng phát triển. Họ không chỉ sử dụng 300.000 giao dịch trên 5 ví nữa. Họ ngày càng thông minh hơn. Giờ đây, họ đang tạo 300.000 ví với mỗi giao dịch một giao dịch, làm tăng đáng kể số lượng địa chỉ và ví đang hoạt động. Tiếp theo là Antoine Russo, người có một video trình bày cách anh xây dựng một công cụ cho phép người dùng tạo nhiều ví và thực hiện giao dịch một cách dễ dàng. Tôi sẽ liên kết tất cả các tài nguyên có liên quan bên dưới để bạn có thể tự mình xác minh. Trong một video khác, anh ấy giải thích cách giả mạo số lượng người nắm giữ và khối lượng. Anh ấy chạy qua toàn bộ quá trình, cho thấy nó hoạt động như thế nào. Bạn có thể tạo hàng nghìn địa chỉ với chi phí rẻ và thao túng số lượng giao dịch, khối lượng cũng như người dùng hoạt động hàng ngày, hầu hết trong số đó thực sự là địa chỉ do bot tạo. Ngoài ra, còn có tin nóng từ Reddit xác nhận rằng Solana đã bị lộ. Nhiều bot hơn đang mua một lượng nhỏ Solana, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình. Giống như Antoine đã chứng minh, họ đang tạo nhiều ví và thực hiện các giao dịch tối thiểu để làm cho có vẻ như có nhiều người dùng tích cực hơn trên mạng, mua số lượng token không đáng kể. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin chi tiết và phân tích khi chúng tôi làm sáng tỏ sự thật về Solana. Đợi đã, mọi chuyện thậm chí còn tốt hơn nữa. Thông tin này đến từ Blockcoach Research, vốn có xu hướng thiên về Solana. Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về các số liệu được trình bày. Gần đây, Matt đã chỉ ra rằng hơn 90% địa chỉ Solana hoạt động hàng ngày không giữ bất kỳ Solana nào hoặc có tổng khối lượng giao dịch dưới 10 USD. Điều này cho thấy rằng những ví này có thể được tạo ra để thực hiện một giao dịch hoặc để tăng số lượng một cách giả tạo. Tôi đã phát hiện ra một công cụ hữu ích có tên HelloMoon. Công cụ này hiển thị số người dùng hoạt động hàng ngày bằng số dư trên ví Solana. Trong 2 tháng qua, các con số có vẻ bình thường nhưng vẫn bị thao túng nặng nề. Ví dụ, vào ngày 24 tháng 8, có khoảng 1,1 đến 1,2 triệu ví được gắn nhãn là người dùng, tuy nhiên 700.000 trong số đó có số dư Solana bằng không. Chuyển nhanh đến ngày 10 tháng 9, khi có thông tin cho rằng Solana có hơn 5 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, điều này là sai lầm. Trong số đó, 4,47 triệu ví không có Solana. Đây có thể là những ví đã chết, được tạo ra để thao túng các số liệu.
Vấn đề này đã được nhấn mạnh kể từ cuộc thảo luận ngày 10 tháng 9 và mặc dù hoạt động có giảm nhẹ sau khi được kêu gọi nhưng con số đã tăng trở lại vào ngày 26 tháng 9 trước khi giảm một lần nữa. Phần lớn các ví này không hoạt động. Ngoài ra, còn có các tài khoản dành riêng cho việc tạo bot giúp tăng khối lượng giao dịch và cải thiện thứ hạng dự án. Một tài khoản, Fality, khiến bot khối lượng trở nên lỗi thời bằng cách nâng cao các chỉ số một cách hiệu quả. Thao tác này thể hiện rõ trên các nền tảng như Deadstream, nơi các token được xếp hạng theo số lượng. Do đó, các dự án thường thổi phồng số lượng để tăng tầm nhìn và thu hút các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, những số liệu tăng cao này có thể gây nhầm lẫn. Nhiều người sử dụng các dịch vụ như bot Telegram để tạo ra nhiều ví và giao dịch, tạo ra khối lượng hàng triệu USD mỗi ngày cho các dự án Solana. Cách làm này rất phổ biến và điều quan trọng là bạn phải nhận ra rằng phần lớn những gì bạn nhìn thấy có thể là giả mạo. Nhiều người muốn tăng thứ hạng của họ, đó là lý do tại sao số lượng lớn được quảng cáo rầm rộ. Ví dụ, Solana tuyên bố đang thực hiện nhiều khối lượng hơn tất cả các chuỗi khác cộng lại. Nếu bạn suy nghĩ chín chắn, bạn sẽ nhận ra rằng điều này là sai lầm. Có một điều cạnh tranh để thổi phồng số lượng, cuối cùng gây hại cho người dùng. Vào ngày 10 tháng 8, tôi đã chia sẻ một phân tích cho thấy chương trình phiên bản V4 pool phiên bản V4 của Room Liquidity có tỷ lệ thất bại là 48,92% đối với các giao dịch vào ngày 9 tháng 8, với một số giờ tăng vọt trên 60%. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy tỷ lệ thất bại đã được thay đổi thành 20,32%. Tôi có ảnh chụp màn hình để chứng minh điều này. Ngoài ra, chế độ xem bộ lọc một ngày đột ngột bị xóa, khiến việc phân tích số liệu trở nên khó khăn hơn. Thay vào đó, người dùng chỉ có thể xem dữ liệu trong 7 hoặc 30 ngày, điều này thật đáng ngờ. Một vấn đề khác là các cuộc tấn công bánh sandwich xảy ra 4 giây một lần trên Solana kể từ tháng 3 năm 2024. Trong video trước, tôi đã thảo luận về cách một bot kiếm được hơn 30 triệu đô la từ các cuộc tấn công này chỉ trong 2 tháng. Trong 30 ngày qua, dữ liệu từ trên Linh chỉ ra rằng 93,8% tất cả giao dịch trên Solana không thành công. Trong số 8,28 triệu giao dịch thành công, có khoảng 127 triệu giao dịch thất bại, khoảng 94%. Hơn nữa, công cụ tổng hợp Solana Jupiter đã báo cáo tỷ lệ thất bại 83% đối với các giao dịch trong ngày qua, với 1,75 triệu giao dịch thành công và 8,56 triệu giao dịch không thành công. Cuối cùng, một số người cho rằng Solana có lượng người dùng hoạt động hàng ngày gấp 126 lần Cardano, nhưng những con số này có vẻ phóng đại. Các cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng Cardano có thể cạnh tranh với Solana bất chấp những tuyên bố về hoạt động người dùng thấp. Điều quan trọng là người dùng phải nhận thức được những hành vi thao túng này trong dữ liệu giao dịch và số liệu người dùng, bởi vì chúng tôi lại có một số lần mở khóa quan trọng. Tôi đã đề cập đến một số điều này trong video trước, nhưng nó đáng để đi sâu vào một lần nữa. Tại đây, bạn có thể thấy các lần mở khóa hàng ngày của Solana. Nếu chúng ta tua nhanh một chút, một số trong số này số ngày rất đáng kể. Vào ngày 7 tháng 12, đã có 57.000 token được mở khóa và chỉ 4 ngày sau, 178.000 token chuyển sang tháng 1, chúng tôi thấy 566.000 token đã được mở khóa. Hướng tới tháng 3, một đợt mở khóa đáng kể sẽ diễn ra vào ngày 1, với 8.474.000 token Solana sắp được phát hành. Hơn 20 triệu token Solana sẽ được mở khóa vào năm tới, bên cạnh tỷ lệ lạm phát hiện tại, khoảng 10 đến 12 triệu Solana được in hàng ngày. Một chủ đề khác mà tôi thấy thú vị là tuyên bố rằng Solana sắp chết sau khi một người tố cáo FTX tiết lộ rằng họ vẫn giữ 8% trong ví bí mật, áp lực bán lên tới 6 tỷ đồng. Tôi đã điều tra thêm để xác minh điều này. Có một hợp đồng giữa Solana và Alameda đã được xác minh. Một nguồn mà tôi tìm thấy đã phân tích và xác định rằng khoảng 577.000 token Solana sẽ được gửi đến Alameda mỗi tháng dựa trên các thỏa thuận trước đó. Đối với bối cảnh, một thỏa thuận được ký vào ngày 11 tháng 9 năm 2020 giữa Solana và Alameda liên quan đến 12 triệu token, bắt đầu mở khóa với tốc độ 166.000 mỗi tháng cho đến tháng 9 năm 2027. Một thỏa thuận sau đó từ ngày 1 tháng 1 năm 2021,
với 34,5 triệu token Solana đã bắt đầu mở khóa cùng thời điểm ở mức 411.000 mỗi tháng, tiếp tục cho đến tháng 1 năm 2028. Điều này có nghĩa là gần 578.000 token Solana sẽ được gửi đến Alameda hàng tháng theo thỏa thuận của họ. CoinTelep nêu chi tiết các thỏa thuận này, cho thấy số lượng đáng kể các token liên quan và áp lực bán tiềm năng. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về khối lượng mở khóa lớn và lạm phát. Ngoài ra, bạn có biết rằng khoảng 73% người xác thực Solana đã được xác minh KYC không? Điều này là do để trở thành một phần của nền tảng và nhận token, cần phải có KYC. Nhiều người nhận thấy sự tập trung này đáng lo ngại vì tỷ lệ người xác thực KYC cao. Trước khi nói kỹ hơn, tôi muốn đề cập đến một bài viết hay từ Philip Research, trong đó nêu ra phần lớn những gì tôi đã thảo luận trong video này cũng như video trước, nêu bật những lo ngại về tính bền vững của Solana. Cuối cùng, Edward Snowden gần đây đã chia sẻ suy nghĩ của mình tại Token 2049 ở Singapore về Solana. Ông chỉ ra rằng trong khi Solana đang thúc đẩy tốc độ và hiệu quả thông qua tập trung hóa, nó có nguy cơ trở thành một hệ thống mà các tài sản quan trọng có thể dễ dàng bị thao túng. Ông lưu ý rằng hầu hết việc sử dụng Solana dường như là để kiếm tiền meme và lừa đảo. Nếu bất cứ thứ gì quan trọng được xây dựng trên đó, nó có thể dẫn đến những vấn đề quan trọng. Tôi đã xác minh tuyên bố của anh ấy thông qua video thực tế được đăng bởi Token 2049 và rõ ràng là những lo ngại về tính tập trung hóa của Solana và những tác động của nó là có cơ sở. Dữ liệu và con số đều ở đó, và cá nhân tôi dự định tránh xa. Nhưng đây là một chu kỳ không bao giờ kết thúc và sẽ tiếp tục vô tận. Bong bóng sẽ vỡ. Ai biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, nhưng nó sẽ xảy ra và toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ. Bài dịch tóm tắt được thực hiện bởi cardano.vn và được tài trợ bởi quỹ Catalyst Fund 12. Hãy bấm like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.